Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình đi qua câu hỏi tiếp theo liên quan đến hệ thống MI. Đó là yêu cầu về điều khiển các cái thiết bị của hệ thống hút xả khói tại phòng trực phòng cháy chữa cháy. Thì thông thường á, các cái thiết bị hút xả khói như là quạt hút khói này, các thiết bị quạt cấp này, quạt điều áp này, các cái motorized fire damper này, các cái van chặn lửa đó các bạn, thì nó sẽ được điều khiển ở đâu? Đối với các quy định cũ á, nó sẽ được điều khiển tại tủ điều khiển của quạt thôi. Hiện tại theo quy chuẩn mới, quy chuẩn 06/2022 á, nó yêu cầu là tất cả các cái thiết bị liên quan đến hút xả khói và cấp khí chống khói không phụ thuộc vào cơ chế hoạt động tự nhiên hoặc là cưỡng bức phải được dẫn động kích hoạt tự động từ tín hiệu báo cháy tự động hoặc là từ thiết bị chữa cháy tự động và dẫn động kích hoạt từ xa từ phòng trực điều độ của nhà hoặc là phòng trực chống cháy nha các bạn. Lưu ý cái phần này nha. Phải được điều khiển từ các nút nhấn, từ cái phần trực chống cháy này, hoặc từ các nút nhấn được đặt trên các lối thoát nạn, hoặc là các cái tủ báo cháy. Thông thường tủ báo cháy sẽ được đặt ở phòng trực phòng cháy chữa cháy nha các bạn. Và các nút nhấn này phải được bố trí sao cho con người dễ dàng tiếp cận được. Các bạn lưu ý nó sẽ có hai cái phần. Phần đầu tiên là liên quan đến quạt. Quạt thì các bạn phải là giám sát và điều khiển. Phần thứ hai á, liên quan đến các cái van chặn lửa, đó là các cái motorized fire damper. Thì các cái motorized fire damper, cái quạt thì các bạn có thể thấy được cái trạng thái nó chạy hay dừng thôi. Vì nó có tiếng, còn motorized fire damper các bạn không thấy được cái trạng thái của cái van bởi vì nó nằm trong ống gió. Nhiều khi các bạn không có thấy được đóng hoặc mở. Nên khi các bạn điều khiển, các bạn phải nhớ lấy cho mình hai tiếp điểm. Thứ nhất là tín hiệu giám sát là biết được trạng thái của cái van nó đang đóng hay đang mở. Và một tín hiệu tiếp theo là tín hiệu điều khiển. Ở đây các bạn có thể thấy nè, cái sơ đồ kết nối tủ điển hình á, trên cái tủ điều khiển quạt hút khói á, nó sẽ có các cái nút nhấn điều khiển. Và tại cái tủ control tại nhà bảo vệ, đối với dự án này là sử dụng nhà bảo vệ để làm phần trực phòng cháy chữa cháy á, nó sẽ có một cái tủ điều khiển. Các bạn có thể thấy được trạng thái của quạt, run, stop và fall là trạng thái lỗi các bạn. Nó chạy hoặc dừng này, hoặc là trạng thái lỗi. Tất cả các quạt hút khói, các quạt điều áp, các quạt cấp gió tươi, cấp khí bù các bạn. Theo quy chuẩn mới hiện giờ yêu cầu cấp khí bù. Lúc trước thì các bạn không cần cấp khí bù. Và hiện giờ là các bạn cần cấp khí bù khi các bạn hút khói ra. Thì tất cả các quạt liên quan đó là quạt hút khói này, mình nhắc lại là quạt hút khói này, quạt cấp khí bù này, quạt tạo áp này và các van chặn lửa, tất cả các tín hiệu đó các bạn phải được điều khiển và giám sát, đồng thời đưa tín hiệu điều khiển và giám sát đó về phòng trực phòng cháy chữa cháy hoặc là phòng bảo vệ dùng để trực phòng cháy chữa cháy. Đó là cái phần liên quan đến các yêu cầu về điều khiển đối với hệ thống quạt hút khói HVAC. Nếu các bạn có những thắc mắc nào thêm về cái hệ thống này, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Và sau khi xem xong video này, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để cập nhật các cái video mới tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.